Lên Đà Lạt mình ăn đặc sản Phú Yên. Thì tôi cũng đã nói với mọi người là tôi là fan của Ba Lạng Rưỡi mà, cho nên lần này lên Đà Lạt quyết định là tìm lại nơi chốn xưa. Lần đầu tiên ta gặp nhau đó chính là Ba Lạng Rưỡi ở Đà Lạt. Không gian của quán thì cực kỳ là rộng rãi luôn, lại có thêm khúc sân vườn ở đằng sau. Đi có hai người nhưng mà gọi tận 6 món, tại vì đây toàn là những món mà tôi thích không hà. Các món sẽ có giá dao động từ 65k đến 290k. Ngoài ra thì nước chấm ở đây cũng rất là đa dạng với lại nhiều loại luôn. Ở bên Ba Lạng Rưỡi đi đến chi nhánh nào tôi cũng đều phải gọi thêm món thăn cá ngừ chiên nước mắm. Nguyên liệu của Ba Lạng Rưỡi thì được làm từ bò tô và cá ngừ đại dương. Món đầu tiên đó chính là cá ngừ cuộn phô mai. Cá ngừ tươi ngon kết hợp cùng phô mai béo ngậy được chiên vàng giòn. Đây chính là món mà tôi thích nhất, thăn cá ngừ chiên nước mắm. Ghé Ba Lạng Rưỡi là không nên bỏ qua món này, thịt thăn dày chiên nước mắm đậm đà kèm hành tây. Tiếp đến chính là lườn cá ngừ nướng tảng. Lườn cá ngừ là phần thịt chắc thịt, có phần da dẻo, không ướp gia vị. Nếm thử món này là biết ngay có tươi hay không liền nghe. Mình sẽ chấm kèm cùng với lại các loại nước sốt độc đáo và ngon miệng của quán. Ngoài ra các bạn còn có thể nhờ bạn nhân viên đi nướng giùm nữa nha. Hôm nay mình còn gọi thêm món lưỡi bò nướng và bò nhúng giấm nữa. Trời ơi, đầu tiên các bạn sẽ trộn đều cái phần trứng và thịt bò, sau đó mình sẽ nhúng cùng với lại giấm và cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Mấy bạn nhớ là món này á, thịt bò mấy bạn làm cho nó hơi tái thôi nha, vì thịt bò tái nó sẽ rất là mềm, mình cuốn chung với lại rau rồi chấm với mắm nêm là bá chí luôn. Mình lên Đà Lạt để mình chill đúng không mọi người, nhưng mà phải ăn ngon, vậy thì nhớ là ghé Ba Lạng Rưỡi để ăn đặc sản Phú Yên nha, không ngon là không tính tiền luôn. Rồi cái món lườn cá nướng tảng của tôi cuối cùng cũng đã chín rồi, thịt cá mềm và rất là tươi luôn mọi người. Cái món này tôi thích nhất là chấm cùng với lại muối ớt ở bên Ba Lạng Rưỡi á, thịt cá rất là mềm nha, cộng thêm mấy cái xiên bò của tôi hồi nãy nướng nữa, trời ơi bá chí bò chét luôn. Cái này là cái phần lưỡi bò nha mọi người, lưỡi bò rất là thơm, mềm và da giòn sực sực không có tanh nha. Cảm thấy quá vui tại vì tất cả các chi nhánh của Ba Lạng Rưỡi từ Phú Yên, Sài Gòn cho đến Đà Lạt tôi đều đã ghé qua và cảm thấy rất là ưng. Đang đi du lịch ở Đà Lạt mà muốn ăn đặc sản Phú Yên thì ghé ngay Ba Lạng Rưỡi, mãi yêu mọi người.